giấc ngủ trưa của sư tử cái đang bị làm phiền bởi một âm thanh gầm gừ từ phía xa cánh rừng. Một con sư tử cái tạm gác lại giờ nghỉ ngơi. Nó đi ra tìm hiểu xem là chuyện gì đang xảy ra. Với dáng đi thong thả thế này thì không phải là vấn đề gì nguy hiểm rồi. Thì ra con sư tử đực đầu đàn. Vị thủ lĩnh này đang thải ra một ít nước tiểu. Nhưng đó không phải là hành động đánh dấu lãnh thổ. Thủ lĩnh muốn được giao phối. Tiếng gầm gừ của thủ lĩnh là thông điệp truyền đến tất cả sư tử cái trong đàn. Sư tử cái sẽ có thời gian chuẩn bị. Nếu con sư tử cái nào sắp bước vào mùa sinh sản mới, thì nó sẽ chủ động tìm đến thủ lĩnh. Cuộc may mưa diễn ra theo đúng nghĩa đen, trên tinh thần tự nguyện, hạnh phúc. Tính xã hội trong bầy đàn sư tử cũng rất đơn giản. Sư tử đực với vai trò thủ lĩnh sẽ bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ con non và bảo vệ con mồi do sư tử cái săn bắt được. Wow. Tất cả sư tử cái sẽ đảm nhiệm việc kiếm ăn, chăm sóc và dạy con nhỏ kỹ năng săn mồi. Khi sư tử non thuộc giống đực đủ lớn, chúng sẽ bị thủ lĩnh tức cha ruột chúng trục xuất ra khỏi đàn. No. Đây là điều bình thường để tránh trường hợp giao phối cặn huyết trong đàn. Còn với sư tử non thuộc giống cái khi lớn lên, chúng sẽ không bị giao phối cặn huyết với cha ruột của mình. Bởi đây là thời gian cha ruột chúng sẽ bị sư tử đực từ nơi khác đến đánh đuổi đây. Những kẻ ngoại bang hùng mạnh trở thành thủ lĩnh mới. Nó bắt đầu có một lứa sư tử cái không cùng huyết thống để phục tùng. Tính xã hội ở bầy đàn sư tử tuy đơn giản nhưng nó rất rõ ràng, cụ thể. Cái gì ra cái nấy, trên dưới phải trật tự. Khi thủ lĩnh ăn, ngay cả sư tử cái ít quyền hạng nhất trong đàn phải đợi. Sư tử non vô lễ vô phép sẽ bị dạy dỗ ngay. Khi bữa ăn bị mãnh thú khác nhồm ngó, sư tử cái sẽ ra mặt đối phó trước tiên. Nếu cảm thấy không ổn, thì đây mới là lúc trách nhiệm của thủ lĩnh xuất hiện. Sư tử đực mới đủ sức mạnh để lôi con mồi đến khu vực an toàn hơn. Wow. Mùi thịt thơm thu hút vài con sư tử đực mới lớn đơn độc từ nơi khác tìm đến. Thủ lĩnh không được bỏ chạy như việc nó tha con mồi chạy khỏi cá sấu. Thủ lĩnh phải ra mặt mà không có lựa chọn thứ hai. Bởi không phải sợ mất con mồi, mà mạng sống của sư tử con có thể mất đi bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nó là một thủ lĩnh đang trong thời kỳ đỉnh cao, thời vàng son còn khá dài. Nhờ đó, nó không cần đánh, đã làm hai anh em sư tử đực đơn độc này vượt sông về lại bên kia. Những kẻ ngoại bang biết rõ chúng phải làm gì, chúng còn quá thiếu kinh nghiệm và non nớt, chúng cần thêm thời gian mài dũa kỹ năng đánh trận. Rồi sớm hay muộn, anh em chúng cũng sẽ quay trở lại.